Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Bằng ai cho nóng vàng thì chưa hết bệnh, bằng ai cho nóng vàng luôn. Tôi thấy thì tập nay 63 tuổi, có bệnh tiểu đường là 29 năm. Nằm viện mới vừa ra tháng nay. Khi mà cháu tôi nó mua cái cặp đá này nè, cũng nó đưa cũng chưa có tin nữa. Cái nó thấy nặng quá rồi, tết nhất đến nơi đi không được. Đi cứ nối gót hoài chứ ngồi đứng là không được, đâu đứng đi là không được, nó cứ sụm. Nó đa giãn tĩnh mạch, rồi thần kinh tọa, rồi đau hai cái đầu gối. Mà thân thì mập quá trời nữa. Rồi đó mà khi lên được ở đây á, thì nó lên ngày đầu là thấy mình nghe, mình thấy, mình mới tin. Rồi mình đến đây là mình thấy mừng rồi, nhưng mà chưa nha. Bữa sau thì học là 3 bữa thôi, 3 ngày cái bữa sau. Rồi làm thì tiếp tục trộm đá, về trộm khoảng 2 tiếng tối. Đó, rồi trộm còn phía sau nữa là trộm thận. Với tại tôi tiểu đường lâu năm mà tôi mỏi mệt lắm, tốn biết bao nhiêu tiền luôn. Mà cái này được cái là không tốn tiền, không có tốn tiền nên... nên tôi rất là mừng, mừng dữ lắm luôn, không có gì bằng hết trơn. Như là coi như là 29 năm tiểu đường, mỏi mệt đủ thứ mà bệnh là biết thế nào mình cũng may mang mấy thứ bệnh đó, không có thứ thiếu nào hết. Sợ nhất là tai biến. Nhưng mà khi lên đây rồi trùm đá rồi thấy là mình chắc khỏi mấy bệnh đó, khỏi hết luôn. Tai biến, rồi đột quỵ đâu đó là sợ lắm luôn. Rồi mấy cái này là thấy lên đây là có kết quả một đêm thôi. Không có đi tiểu, thường thường đi tiểu 2-3 lần. Rồi hôm một lần khi mà lên làm này xong rồi cái không đi tiểu đêm gì chứ. Khẩu đi đêm ngủ tới tới sáng. Còn chỉ đi lại thế nha. Đi ra bình thường, nhẹ nhàng, không có gì trơn. Trước đó là ngồi xuống đến vậy cũng có. Không cái... được, không đi được. Không được, nó sưng cái chân dữ lắm luôn. Rồi đi tới đi lui kỳ mà qua đây là hồi sắm hôm qua đó, học viên đó phải làm giùm. Làm giùm đó, làm mười bắn mười này không. Rồi chị có nhắn nhủ gì cái anh mày bấm cho chị không? Đây đằng sau này chị. Anh này cảm ơn thì rất là nhiều. Trời ơi, bằng ai cho nóng vàng thì chưa hết bệnh, bằng ai cho nóng vàng luôn. Anh đó cũng là học viên thôi, anh đó từ Đức về. Yeah. Rồi cũng học chung với chị mà ảnh lại là người chữa giúp cho chị. Không chạy lên anh. Anh cảm ơn rất là nhiều. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu.
địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.